Let's check out the fourth paragraph in this Stepwell article. Và bây giờ mình cùng phân tích cái đoạn thứ tư của cái bài Stepwell này nhé. Some wells are vast. Some wells are vast. Some wells are vast. Vast, it means big, but big is not enough. When they use the word vast, they want to talk about the depth of the well and the width of the well. The well is very deep and the well is very wide. That is why they use the word vast. Vast is an adjective and it is very general. When you see the word vast, you only think about you only think about it is being big. But big is not enough. Huge is not enough. Deep and big is enough for you to use the word vast. Thì ở đây mình người ta nói là somewhere are vast, một vài cái giếng mà cái nó lớn. Thì cái từ vast ở đây nó lớn, nó khổng lồ thì nó chưa có đủ được cái ý của nó. Cái từ này, cái từ vast này nó rất là chung chung, rất là general, nó rất là vague, nó rất là mơ hồ. Thì để mà diễn tả được cái vast này thì người ta phải nói được rằng là cái chiều sâu này, depth, và cái chiều rộng, cái gì là wide, cái gì nó rộng và nó sâu, thì lúc này người ta mới nói được lên cái nghĩa của từ vast. Như vậy khi mà mấy bạn đọc thì đọc đến cái tính từ thì một số tính từ nó rất là vivid, nó rất là rõ ràng, nhưng mà một số tính từ nó rất là vague, nó rất là mông lung. Mình phải suy diễn ra mà mình phải tư duy cho đúng nghĩa nhé. Okay, let's start, let's continue. Open craters, craters. What are craters? Craters are the holes in the cloud. And here I'm going to show you the picture. This is the picture of craters. Okay, so people, okay, if they want to build a well, they need to dig a hole in the ground. And here is the hole. Như vậy nói về cái crater thì người ta sẽ nói về một cái lỗ ở trong cái mặt đất của mình. Thì để có được một cái lỗ như thế này thì mình cần cái khối lượng từ vựng chút chút như thế này, đào một cái lỗ, đục một cái lỗ. Thì cái đào và cái đục thì đây là cái hành động được gọi là dig, dig a hole. Khi mà mình đục được một cái lỗ rồi thì cái lỗ là hole, nhưng mà xài cái từ này nó không có đúng được cái chuyên ngành của cái giếng. Thì cái chuyên ngành của cái giếng mà cái nói về lòng đất, nói về mặt đất mà có một cái lỗ, một cái hố vào đó, thì lúc này người ta sẽ dùng từ crater. Như vậy crater là mình đào một cái lỗ và muốn từ cái lỗ đó biến thành một cái giếng thì người ta sẽ đào sâu xuống mặt đất, dig deeper into the ground để hình thành được form được cái giếng đó. Open craters with hundreds of steps, paving each sloping side. Open craters with hundreds of steps. Mean, okay, let's look at the picture. You will easily understand what it means. These are hundreds of steps inside the crater, inside the well. So when you look down inside the well, you can see lots of steps. Okay, lots of steps, and these steps pave a way for people to go down or for people to go up. These steps make way, okay, or create a direction or a path for people to go down and go up. Ở đây nó đang dùng từ pave, được gọi là cái từ mà tạo ra một cái con đường để cho con người đi. Pave each sloping side. This is the side of the well, the left side and the right side. So these left sides and right sides pave such a long way for people to go up or for people to go down to the bottom of the well. Here they use the word paving. It means something like this. It is about make way. Pave each sloping side. What does it mean, sloping side? It means, okay, the steps are positioned far away from another from far away from another step, and the distance between the two steps must form a right slope, must form a right angle. Như vậy nó đang dùng cái từ gọi là sloping, thì gọi là một cái góc cạnh. Thì cái góc cạnh như thế này có nghĩa là cái bậc đá như thế này, bậc đá thứ nhất và bậc đá thứ hai thì nó sẽ có một cái khoảng cách, ok, nó sẽ xa nhau, far away from each other, và nó phải có một cái khoảng cách nhất định, ok, within an approximate distance.
và cái khoảng cách giữa hai cái bậc này nó phải có một cái gốc, ok, một cái gốc độ nào đó để tạo ra một cái gọi là để tạo ra được, ok, cái gốc dốc xuống này, cái downward slope để cho con người, ok, có thể đi xuống được hoặc là đi lên được. Thì đây khi nó nói là paving each slope inside, it means they, okay, these steps are positioned a bit far away from each other. And the distance between these steps are, or the distance between these steps must be located at the right slope so that the steps are gonna be put in the downwards, in the right downwards angle, in the right downward slope of these steps are gonna be built, okay, in the upwards slope. So here people are gonna find it very easy for them to go down these steps, because when people lay their first foot on this step, it's easy for them to lay their second foot on the step. The steps are located away from each other at the right slope. So the slope of the steps downwards, okay, the downward slope are at the right angle. Như vậy ở đây mình đang có cái từ slope thì gọi là cái góc độ, thì cái gốc mà nó đi xuống như thế này thì từ hai cái bậc này nó có một cái khoảng cách, ok, nó xa nhau, và những cái khoảng cách như thế này nó được tạo với một cái gốc hợp lý. Thì cái gốc mà downwards này gọi là downwards, sloping slope downwards, cái góc mà để đi xuống một cái được tạo hợp lý, cái góc đi lên cũng được tạo hợp lý bởi những cái khoảng cách giữa hai cái bậc này nó hợp lý, cho nên thì mọi người đi xuống nó không bị vấp, ok, nó không có bị trip trip over the steps and fall down to into the well and die, ok. Như vậy mọi người đi xuống nó không có bị vấp mà không có bị chết là mình nói mường tượng là như thế. Nghe bài khi mà đây, ở đây nó ghi là paving each slope inside of an interior. It means the steps pave a way for people to go down and also pave a way for people to go up. And these steps are located at the right, okay, these steps are located far away from each other at the right distance with the right angle. And this angle, okay, between the two steps are created in the reasonable upwards or downward slope. Đấy. Còn mình có cái dùng cái từ được gọi là slope, được gọi là cái góc độ. Thì cái góc của những cái cạnh đi xuống này nó hợp lý, và cái góc của những cái cạnh đi lên nó cũng phải hợp lý để người ta có thể bước xuống một cách dễ dàng và bước lên một cách dễ dàng. Pave được gọi là tạo ra con đường, nhưng mà pave cái slope inside được gọi là tạo ra được những cái bậc, ok, đi lên với những cái góc và những cái khoảng cách hợp lý. Đó là một cái câu á, nó gồm rất là nhiều cái khía cạnh để mình phân tích. Ở đây mấy bạn nhìn thấy cái từ mà slope như thế này nè, mình thứ nhất là mình đang có từ pave. Pave đây là động từ nguyên mẫu, được gọi là make way, okay, make way for somebody something, and slope, okay, the same is the word like angle, angle. Đây được gọi là cái góc. Như vậy cái góc, ok, cái góc giữa hai cái bậc, muốn tạo được cái góc thì hai cái bậc nó phải có một cái khoảng cách rõ ràng. Thì đây mấy bạn thấy được cái khoảng cách rõ ràng giữa hai bậc đây, giữa hai bậc, những bậc nó có những cái khoảng cách rõ ràng, thì những khoảng cách rõ ràng này nó tạo ra được cái góc, ok, và cái góc này nó tạo được con đường. Ở đây nó dùng paving each slope inside, tạo ra, ok, tạo ra những cái góc, ok, những cái góc nghiêng để hình thành được con đường, ok. Thường thì nó sẽ tồn tại theo từng lớp, như vậy từng tầng từng lớp như thế này, tạo ra một con đường và từng tầng từng lớp như thế này. Paving each slope inside, tạo ra một con đường có những cái góc độ riêng biệt và tồn tại, và thường tồn tại theo từng tầng như thế này đi xuống. Nên mấy bạn nhìn thấy là, ok, when you look at the world, you can see lots of tiers, okay, are formed due to the steps. Vậy khi mà bậc thang, những cái bậc đá này đã được hình thành, thì từng bậc như thế này nó đại diện cho từng tầng của cái giếng. Đây, cái từ tiers này rất là hay. Từ tiers đây còn được dùng thêm một cái từ nữa. Tier, the same as the layer, the same as the equi, okay.
aquifer. Aquifer. Others are more elaborate, with long stepped passages leading to the water via several stories. Others, it means other wells are more elaborate. Other wells look more, okay, look more sophisticated. Other wells construction looks very detailed and very careful in the way that people design the steps. Ở đây nó dùng từ elaborate. Elaborate có nghĩa là chi tiết cụ thể. Và khi nói về step wells mà nói về chi tiết cụ thể thì mấy bạn chỉ có thể mường tượng được là nói về step well là nói về những cái bậc thang trong cái well đó. Và những cái bậc thang nó chi tiết cụ thể có nghĩa là nhiều bậc. Many, many, many steps. Ok, many steps. Và những cái bậc này được thiết kế và được xây dựng một cái design nó rất là carefully, nó rất là cẩn thận và nó rất là sophisticated, nó rất là tinh xảo. Thì ở đây nó đang dùng cái cấu trúc rất là hay. Others are more elaborate. Một câu rất là đơn giản, chủ động vựng thôi. Nhưng mà nó có hàm nghĩa là others mà danh từ số nhiều nè. Đây là danh từ thay thế cho chủ ngữ nè. Nhưng mà other bỏ SD có nghĩa là những cái khác. Thì nếu mà other bỏ SD là danh là tính từ, thì từ other nó sẽ cần thêm một cái danh từ. Thì đây đang nói về well, thì gọi là other wells are more elaborate. With long stepped passages. Long stepped passages, it means the steps inside the well, are designed and built not big, okay, not too big and not too small. The steps have enough space for people to lay their feet on and for people to walk on. Ở đây thì mình có thể nói rằng là những cái bậc thang, cái step passages có nghĩa là những cái lối đi, những cái lối đi từng bậc, những cái lối đi từng bậc nó dài. Ở đây những cái lối đi từng bậc nó dài, nó không quá rộng và nó cũng không quá nhỏ, nó dài và nó đủ cho con người có thể đặt cái chân xuống và đi xuống được luôn và đi lên được luôn. Ở đây cách dùng rất là hay là with long steps passages, PPED. It is an adjective. You step on the step. You step on each step to get to the top. You step on each step to go down to the bottom. Mình có thể dùng từ step giống như là tôi đặt bước lên trên những cái bước đi này. Tôi đặt bước chân lên trên cái bước này. I step on this step để đi lên trên. Tôi đặt bước lên những cái bước này. I step on these steps. Tôi đặt bước lên những cái bước này. I step on these steps để đi xuống to go down to the bottom of the well. Leading to the water via several stories. Leading to the waters to several stories. To stories, okay, stories means layers. Leading to lots of steps. Leading to lots of stone steps to get to the water. So here they just want to say that the wells, okay, other wells in this world look much more beautiful, look much more sophisticated. It has lots of steps inside it, just like this picture. And these steps, okay, are very long. You can see that this is a very long steps. These long steps create a pass, okay, a passage, create a way, pave a way that, okay, and this way lead us to the bottom of the well. Những cái bậc thang này, những cái bậc này nó sẽ tạo ra một cái con đường. Cái con đường thì mình có thể dùng từ way, mình có thể dùng từ path và mình có thể dùng từ passage, có nghĩa là cái lối đi, cái đường đi. Thì nó sẽ tạo ra cái đường đi, này nó đi từng bậc từng bậc từng bậc. Thì người ta có thể chế bằng cái động từ cột số 3 là step step step. Thì cái step có nghĩa là bước đi từng bậc mà, thì đây step có nghĩa là cái lối đi từng bậc nó dẫn đến một cái nước, nó dẫn đến cái đáy của cái giếng, nó gọi là step, okay, leading to the water or leading to the bottom of the well via several stories, thông qua, okay, hoặc là xuyên qua nhiều bậc thang. Ở stories ở đây bằng nghĩa có nhiều cái tầng lớp, mà cái tầng, mà cái lớp ở đây từng bậc, okay, each step creates each layer, each steps create each tier. Như vậy từng bậc tượng trưng cho từng tầng của cái giếng. Thì thay vì mình nói là từng tầng thì mình có thể nói là nó cái lối đi này nó dẫn mình xuống cái đáy giếng, okay, thông qua một vài bậc, thông qua rất là nhiều bậc, several stories, thông qua một vài bậc.
mình có nói là thông qua một vài tầng, tại vì nó sẽ làm cho mình đảo lộn, mình có thể suy nó ra bằng cái từ đồng nghĩa, và cái từ đồng nghĩa đó nó phải phù hợp với cái ngữ cảnh của cái câu á, thì mấy bạn mới ok. Ở đây nó đang nói về từng bậc, mà cái từ step, cái bậc này, tầng bậc trong cái giếng này, nó, mỗi bậc này thì người ta cho mỗi bậc này nó sẽ tạo ra thành một cái tầng trong cái giếng, thì bao nhiêu bậc thì người ta sẽ chia cái giếng này thành bao nhiêu tầng. Thì đó là lý do tại sao người ta dùng cái từ là stories trong cái câu này. Ý nó nói rằng là cái lối đi như thế này nó sẽ dẫn đến cái đáy của cái giếng, và khi mà mình bước đi từng 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 bước như thế này để xuống dưới cái đáy của cái giếng, thì mình sẽ thông qua rất là nhiều bước đi. Thay vì nó nói thông qua rất là nhiều bước đi thì nó đánh lạc hướng mình là thông qua rất là nhiều tầng. Ok, như vậy nói về cái chữ tầng thì mình phải suy xét cái tầng này là tầng gì, chứ không phải là mình cứ nhớ đến tầng tầng lớp lớp rồi mình sẽ quên đi cái ý ẩn dụ của nó. Nhớ cẩn thận nhé. Built from stone and supported by pillars. Built from stone. These steps are constructed from stones. And these steps, in order to have these steps must be supported by pillars. Below those steps, there are concrete pillars. Mấy bạn muốn có được những cái bậc thang như thế này, thì trong cái kết cấu của xây dựng, in the construction procedure, trong cái thủ tục á, trong cái quy trình của xây dựng, thì muốn có được một cái bậc đi như thế này thì ở dưới cái tầng bậc như thế này nó phải có những cái trụ. Thì ở đây nó không có trụ, tại vì ở dưới tầng bậc này là đá và bê tông không, thì người ta nói về cái trụ là cái từ pillars như thế này. Built from stone. Those steps are built from stone. And those steps are supported by the pillars so that the steps can be stood up like this. Như vậy những cái bậc này nó được hỗ trợ là supported by the strength of the stones is supported by the pillars. Cái sức gọi là cái capacity cái sức chịu cái bậc này. Nếu mà cái bậc này nó không có cái lớp bê tông ở dưới nó thì nó sẽ không trụ được, và nó sẽ demolish, nó sẽ fall down hết, nó sẽ rớt xuống hết. Thì để có được những cái bậc như thế này thì ở dưới những cái bậc đá như thế này là những cái trụ bê tông rất là chắc chắn. Đây là gọi là cái trụ cái cột nhà đó. Muốn xây được cái nhà thì mấy bạn phải xây cái cột lên trước, rồi mấy bạn mới dựng cái nóc lên sau. Đó là cái quy trình. Thì ở đây muốn có được những cái bậc thang này thì ở dưới những cái bậc thang này là những cái khối bê tông, những cái khối đá rất là lớn nó mới dựng đứng những cái bậc thang này lên như thế này. Đó là cái ý nghĩa của câu này. Built from stone supported by pillars. They also included pavilions that sheltered visitors from the relentless heat. What they want to say is that the wells also have some kinds of special buildings, and these buildings will serve the visitors or the travelers when they want to rest, or when they want to take a nap after such a long way in the relentless heat, in the intolerable heat. Vậy khi mà xây cái giếng như thế này thì con người thì cũng sẽ xây những cái kiến trúc kế bên cái giếng, hoặc ở trong cái giếng cũng như là một cái nhà, một cái tòa nhà để nó che mưa che nắng. Cái từ shelter có nghĩa là để che mưa che nắng. Shelter somebody means you are gonna have the person to have you are gonna accommodate the person, you are gonna give the person a room or a house in order for him or her to stay inside, to get rid of the sunshine, or to get rid of the pouring rain, for example. They also included pavilions that sheltered visitors from the relentless heat, from the intolerable heat. Họ ở đây, họ là ai? Là con người đi. Con người, ok? Con người. Và nếu mà mình nói về con người thì có phải chắc chắn là con người không? Phải nhìn vào cái câu ở phía trên. Câu ở phía trên thì nó đã toàn nói về cái bước ở cái bậc đá và cái giếng. Thì đây ở đây không bao giờ nói về con người, nhưng đừng có bị lừa nữa. Có nghĩa là những cái giếng đó, nó cũng bao gồm những cái có thể nó có thể bao gồm một cái tòa nhà nhỏ, người ta có thể xây một cái tòa nhà nhỏ ở bên trong hoặc ở bên ngoài, hoặc là ở đâu cái xung quanh cái giếng. Ở đây nó không có nói rõ. Thì những cái tòa nhà này
nó sẽ là nơi cư ngụ, ok, cho những khách du lịch. Thì khách du lịch sau khi mà họ đi một quãng đường dài ở dưới cái trời nắng nóng kinh khủng như thế này, nắng nóng mà okay, mà không thể chịu được, relentless heat, intolerable heat. But perhaps the most impressive features are the intricate decorative sculptures that embellish many step wells. But perhaps the most impressive element, the most impressive thing, the most impressive quality. Nhưng mà cái từ feature, ok, nó đơn giản là một cái nhân tố, ok, một cái nhân tố quan trọng thôi. Ở đây là vâng, nhưng ok, có lẽ cái nhân tố mà ấn tượng nhất are the intricate decorative sculpture. Intricate is a synonym with the word elaborate. Intricate means detailed, of the lots of details. They are talking about the sculptures, and these sculptures are the statues of a special person or a hero or of a special human being. So these sculptures contain lots of intricate details of a special person, and these sculptures are installed inside a well in order to decorate a well, in order to embellish the well, to make the well look more interesting and look more fantastic. Ở đây thì nó đang dùng từ intricate. Intricate có nghĩa là chi tiết cụ thể. Decorative có nghĩa là mang cái tính chất được gọi là trang trí. Sculpture có nghĩa là những cái bức tượng để lưu giữ, những cái bức tượng để nhớ về một cái nhân vật nổi tiếng nào đó, hoặc một cái người đặc biệt nào đó. Thì cái bức tượng nó như thế nào mà được gọi là intricate? Bức tượng sculpture là danh từ, trước danh từ là tính từ, đây là EVN, decorative có nghĩa là có một cái tính chất là để trang trí, và trước cái tính từ này lại thêm một cái tính từ khá là intricate. Về cái từ the này, the nó đang đi chung với danh từ, mà trước danh từ thì có bao nhiêu tính từ thì mặc kệ, như vậy the sẽ đứng ở phía trước và tính từ đứng ở giữa và danh từ đứng ở cuối. Về the intricate decorative sculptures, nghĩa là những cái bức tượng, ok, những cái bức tượng rất là tinh xảo, từng chi tiết một. Intricate, mấy bạn dò từ điển thì là có nghĩa là has many details, mà nói về cái bức tượng mà có nhiều chi tiết có nghĩa là bức tượng nó được khắc rất là nhiều chi tiết trong đó, và nó được khắc như thế này để nó trang trí, để nó decorate cái giếng, ok, để làm cho cái giếng trong trong ok cho có vẻ ấn tượng hơn, mà trông có vẻ được gọi là thú vị hơn, để attract customers, để thu hút khách hàng, để thu hút khách du lịch, tourists. Ở đây thì embellish có nghĩa là make something more interesting, more fantastic. Từ này nó rất là hay, thay vì mình nói là make the world, ok, make the stairwell interesting, mình có thể nói là embellish the stairwell interesting. Just embellish the stairwell, don't say make. We can say make the stairwell interesting, but we just say embellish the stairwell. Don't say embellish the stairwell interesting. Alright. Show with activities from fighting and dancing. Fighting is an action for human beings. Dancing is also an action, okay? It's also an action which represents an activity of a person. So right here, they want to say, okay, fighting of the sculptures in a fighting poster, or the sculptures in a dancing, okay, in a dancing position. Vậy nó tự nhiên ở trên đây nó đang nói về cái bức tượng ở dưới đây là cho thấy những cái hoạt động, ok, từ đánh đá và nhảy, ok, và nhảy nhót cho đến những cái hoạt động thường ngày. Thì ở đây nó đang nói về bức tượng mà xuống ở đây nó đang nói về những cái hoạt động đánh đá rồi nhảy múa rồi những cái hoạt động sinh hoạt thường ngày. Thì ý nó nói là cái sculptures này nè, nó đang trong cái hình dáng trong cái poster, là sculpture có thể được khắc theo cái hình dáng là chiến đấu, hoặc là sculpture những cái bức tượng này có thể được khắc theo cái hình dáng là nhảy múa, hoặc là những cái bức tượng này có thể được khắc theo những cái hoạt động thường ngày, cái daily life activities, everyday acts, ok, và những cái sculptures này có thể khắc theo cái hình dạng của một người phụ nữ, ok, đang sitting, đang ngồi và đang combing hair, và đang chải tóc, hoặc là đang làm, ok, và hoặc là đang làm thức ăn, và cụ thể ở đây là turning butter, it means making butter, đang đang làm bơ,
Thì đây là toàn một cái ý nghĩa của câu này. But, perhaps the most impressive features, but the most impressive factor that we want to talk about the whales today is the intricate decorative sculptures. Okay? The whale will include the whale, when we go down to the whale, you will see some sculptures. And these sculptures are not just normal sculptures. These sculptures are well decorated, are well invested. So the sculptures will represent a special person, and it looks and each detail on the face of the sculpture or on the body of the sculpture looks so alive, looks so real that it makes the tourist feel like this sculpture is a real person. This is what they want to say in this sentence. Intricate, so detailed, and these details are so true to earth. Intricate, decorative, it means the sculptures look so real. Each detail on the face of the sculptures doesn't show this statue is made from concrete, this statue is made from cement, or this statue is made from stone. The details on the face of the sculptures or the details on the bodies of the sculpture show us the true feelings of that is a real human being. These kinds of real, so true to earth, so down to earth sculptures help decorating the world. So this is the meaning of three words: intricate, decorative sculptures. And these sculptures are used to embellish the stepwells, are used to make the stepwells look more attractive, more beautiful, more well invested, so that the stepwells are going to attract more tourists. Showing activities. Also, what shows activities? When you see a comma and a verb in at the end of the sentence, this verb in adds a whole information to the previous to the previous sentence. Showing activities from fighting and dancing to everyday acts. It means the sculptures. This sentence, it is about the sculpture. You can see that this is the sentence, and this sentence is all about the sculptures. So here you can see this one, this whole sentence is all about the sculptures. And they use the word showing like this. It means these sculptures. The sentence is about sculptures. And this verb in is going to be the sculpture. So the verb in always need to have a subject. So what is the subject of the verb in? It's like, what is the boss of the verb in? The boss of this verb is the sculpture, because this sentence is all about the sculptures. So the verb here is going to be for the sculptures too. The sculptures show activities. It means the sculptors will be in a fighter position. The sculptor will be maybe in a dancing poster. The sculptor, maybe the sculptor may form the hands or the legs in okay in the may form the hands and the legs to reveal or to demonstrate daily life activities of human beings. And here, they mention the woman combing hair. Maybe the sculptures are female, and these female sculptures show us a shape of a woman sitting or standing and holding a comb in her hair, and this woman is combing hair. Or maybe the sculpture is created in a way that makes people look at it and people think of a woman cooking in the kitchen. And this woman, is churning butter, is making butter. This is the meaning of the sentence. All right, thanks so much for watching my fourth video. This is the fourth paragraph. Và đây là toàn bộ cái nghĩa trong cái đoạn thứ tư này. Và khi mấy bạn xem qua cái video này, cái video này nó chỉ giúp cho mấy bạn hiểu được cái nghĩa của câu.
từ tiếng Việt và đến tiếng Anh. Nhưng để mà bạn thấm được cái câu văn mà tại sao mình cần thấm để làm cái gì, đúng không? Từ từ đọc văn thì đọc cho hiểu, không cần thấm là sai. Muốn giải được đề thì mấy bạn phải thấm được cái câu văn, có nghĩa là thấm ở đây có nghĩa là cái câu thứ nhất và câu thứ hai nó bổ sung ý nghĩa cho nhau hay nó đánh nhau, đó là chỉ đơn giản vậy thôi. Như vậy câu thứ nhất và câu thứ hai mà nó bổ sung ý nghĩa cho nhau, mình đọc mình sẽ thấm, mình biết mình đọc cái là mình đã biết nó bổ sung ý nghĩa liền. Còn mình nó đang nói cái này cái kia thì như nó phản lại cái đầu tiên thì nó đánh nhau đó. Thì cái mục đích trong những cái video này có nghĩa là giúp cho mấy bạn hiểu câu, và sau đó sẽ là một cái động lực hoặc là một cái quá trình, ok, mình đi cùng nhau để cho các bạn có thể tự, sau khi xem qua cái video có thể tự ngồi xem lại cái đoạn này và cảm nhận lại từng câu từng chữ, mình cảm được cái từ vựng người ta dùng như thế này nó như thế nào như thế nào. Khi mấy bạn cảm được từng từ vựng, từng chữ và từng cấu trúc, và cảm được cái chức năng của cái câu, chức năng của câu này nó bổ sung ý nghĩa hay chức năng của câu này nó đánh nhau, thì lúc đó mấy bạn sẽ giải được đề rất là đơn giản mà rất là khoa học luôn nha, chứ không phải giải đề theo cái kiểu mà nhìn trong cái câu hỏi rồi tìm, nhìn trong câu hỏi xác định cái vị trí trong cái đoạn văn là đúng, nhưng xác định rồi đọc có hiểu không mới là vấn đề. Và để tăng được cái độ hiểu thì mình phải tăng được cái khối lượng từ vựng, và để tăng được cái khối lượng từ vựng thì mình phải đọc nhiều, và để đọc được nhiều thì phải có người đọc cùng. Ok, thanks a lot for watching my video. See you. Bye bye. This is the fourth video, please remember.